Lại đâu có ai đâu không? Ừ. Ôi. Dạ, dạ. Trời ơi, ai đóng kéo làm gì? Thì cả nhà ơi, không biết như thế nào cả nhà. Thật sự là anh em mình cố gắng cho lắm luôn cả nhà. Anh ơi. Ừ, kìa anh ơi. Ok. Về xa ngoài đi. Đi dọc đi. Chết quá. Quá chết. Cái gì vậy anh? Ủa, chở lên coi, chở lên coi thứ này cái gì vậy? Gì sao, sao giống nhít vậy? Nãy đâu có ai đâu không? Ừ. Ôi. Cái gì chắn giờ vậy? Không biết nữa, ngồi một cục. Lại lại coi lại đây. Thôi. Coi lại thứ này. 11 cục tháng 4 á. Coi lại đây. Thôi, thôi. Cái gì, cái gì chắn nhân vậy anh? Từ từ, thôi thôi. Hả? Không biết luôn, cái gì. Anh chịu khó anh dở lên cái anh. Bình tĩnh, anh bình tĩnh. Bình tĩnh dở lên cái anh. Cho khán giả coi chứ. Cái gì mà chắn vợ gọi đang anh ơi. Không tiêu rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi đi vô nhà anh ơi. Đi 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 vô nhà. Đi thử coi. Có gì đâu. Có gì đâu em. Rõ ràng ở trong cửa sổ cái này. Cái gì trắng vợn anh ơi. Ừ. Đi ra xa là nữa không? Thôi mình vô mình gọi lại các bạn. Yeah. Anh ơi à. Đứng ở trên cửa sổ kìa. Đâu? Ở trên cửa sổ kìa. Ok. Mới đây ra tới đây nè. Hồi nãy đi vô trong vòng cũng có. Hồi nãy mình đi vô mình đâu thấy đâu không? À. Chờ cả nhà xem kìa. À, mình đâu thấy đâu sao? Cái gì? Có tiếng gì đâu. Chờ cả nhà xem. Ủa đóng tiêu anh ơi. Không có gì đâu không? Có cái tiếng gì à? Không biết. Gan người lên đúng không? Tiếng gì thấy ghê à? Không biết nữa. Tiếng như người khóc kìa. Ở ngoài cửa kìa anh ơi. Mình vô đây người ta ra ngoài hả? Mình vô là ta ra. Để cho cả nhà xem. Cả nhà có thể thấy kìa. Nên ra thử mày đó coi. Hả? Nên ra thử mày đó coi. Thôi được rồi anh ơi, sánh chớp rồi em đừng gọi rằng.
họ đi nữa rồi cả nhà ơi. Chú lên, gọi đèn. Thì cả nhà ơi, không biết như thế nào cả nhà, thật sự là anh em mình cố gắng lắm luôn cả nhà. Anh ơi, sao hồi nãy anh thấy, em thấy ở trong máy, tại cái khung hình trong máy nhỏ, nhưng mà em thấy là như là cái một cái dợn á, màu trắng chứ không phải trắng dần luôn. Chứ đi em thấy được không? Nào, đang được luôn với đèn này. Hướng lạnh thiệt mọi người ạ. Ây da, cái lỗ. Cái đường đi luôn. Đi qua đèn khúc thứ rồi. Sóng chớp ghê quá cả nhà ơi. Mưa. Chắc mưa, hôm nay chắc mưa. Anh em mình đi vô nhà đốt tiền cho anh ta đi. Em nghe có cái tiếng gì bên đây vậy? Bộ sinh chết quá. Kìa kìa anh ơi. Ok. Thấy không? Thấy. Anh nhìn vô cam nè. Thấy. Ở ngoài sao không thấy? Trắng dợn luôn á. Ở ngoài nhìn không thấy mà sao vô cam thấy kìa. Em không biết nữa. Gọi đèn vô đây cho em thấy đường đi vô đây. Ở ngoài sao nhìn không thấy cả nhà? Mà vô. À dạ. Nhà. Cái mặt thấy lạ lắm cả nhà ơi. Giống như kiểu như là tròn khăn ngang cái mái tóc mình á. Giống như cái người xưa á, người xưa hay tròn ngang tóc ngang á. Em nghĩ là gì á? Đi đâu rồi anh ơi? Mất rồi. Thôi ném này mình vô đốt tiền cho người ta đi. Thấy giật mình. Ơi. Đốt đi. Đốt đi anh ơi. Thật sự là anh em bình tĩnh lắm luôn cả nhà. Ừ, có cái tiếng gì vậy? Cái tiếng nãy như người gên á. Hả? Cái tiếng nãy á. Sao anh? Thì ra như người gên vậy á. Gên hả? Ừ. Hồi nãy em nghe không? Nghe. Khúc mà nãy. Nãy mình thấy người ta đứng ngay cánh cửa sổ luôn chứ. Gên. Nó đâu? Trình Chế Lan. Nó đó, em nghe không? Nó nói em nghe chưa? Xuống tiếng con gà kêu vậy. Chị Trái Lan anh ơi. Dạ. Trời, ai nắm kéo em vậy? Nó kéo cái mạnh luôn á trời. Mà tắt đèn, tắt hết đi anh à. Đúng. Tắt hết đi.
Hai kéo mình cái mạnh lắm cả nhà. Ủa, tiếng con gà nó kêu y gan là tiếng gà nó kêu sợ thiệt chứ. Trời ơi. Tiếng gà rồi, ốc ác nổi cả nhà. Tiếng gà kêu. Rồi không? Rồi bây giờ nó kêu rồi đó, không lẽ có cái đèn gì sao trời. Ừ. Nãy giờ sao nó đâu kêu. Đây mà đặc biệt nha, cái con gà mà đang ấp đó, tánh linh có tánh linh lắm á. Nó kêu. Thì em nghĩ là con gà nhìn thấy cái gì đó. Thôi đi rồi. Cái tiếng gì vậy? Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các nhà trong video tiếp theo nha. Nhiều quý anh em nhớ đừng quên bấm đăng ký ủng hộ anh em nha. Bye nha.